Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết là các trang thiết bị thiết yếu tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine vẫn an toàn. Trước đó, thì cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine đã thông báo là đã dập tắt và khống chế được đám cháy ở gần nhà máy điện hạt nhân này. IAEA gián thông báo của giới chức Ukraine cho biết là không có sự thay đổi về mức độ phóng xạ sau vụ cháy. Vụ cháy không ảnh hưởng tới trang thiết bị thiết yếu và nhân viên nhà máy đang triển khai các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại. Trước đó vài giờ thì Ukraine thông báo cơ sở đào tạo 5 tầng của nhà máy điện hạt nhân này đã bốc cháy sau một hành động quân sự. Vụ cháy đã được dập tắt. Trong diễn biến liên quan thì hãng Reuters dẫn một nguồn tin của giới chức địa phương Ukraine cho biết là các lực lượng quân sự Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Cuộc khủng hoảng khí đốt mùa đông cộng với ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến cho Liên minh châu Âu lên kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới từ nay cho đến năm 2050 với số tiền ước tính lên tới 500 tỷ euro. Ngoài việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới thì EU cũng thông báo rằng tất cả các lò phản ứng hiện tại sẽ được kéo dài tuổi thọ. Hiện tại thì 26% nguồn năng lượng mà EU đang sử dụng là từ năng lượng hạt nhân. Vâng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine những ngày qua đã khiến cho khoảng 800.000 người dân Ukraine phải sơ tán sang các nước láng giềng. Người dân các nước đang chung tay để hỗ trợ những người Ukraine phải đi lánh nạn này. Không chỉ là nơi ăn trốn ở, có khi đó đơn giản chỉ là những bản nhạc để nâng đỡ tinh thần của họ. Tại biên giới Ba Lan, những giai điệu réo rắt của bản nhạc nổi tiếng Imagine của nhóm The Beatles đã vang lên. Người chơi bản nhạc này là anh David Martello, biệt danh là người đàn ông piano. Anh đến từ Đức, mang theo cây đại dương cầm gắn bánh xe để hỗ trợ tinh thần cho người dân Ukraine sơ tán đến Ba Lan. Người đàn ông piano không phải là một gương mặt xa lạ với nhiều người. Cùng với cây piano này, anh đã chơi nhạc bên ngoài nhà hát Bataclan sau vụ tấn công ở Paris, Pháp hồi năm 2015. Xuyên suốt từ sự kiện này tới sự kiện khác, thông điệp của anh đều là mong muốn hòa bình. 3 ngày không ngủ, căng thẳng. Giao tiếp bằng ngôn ngữ có thể còn khó khăn, nhưng âm nhạc thì không có rào cản nào. Có lẽ cây đàn của anh Martello có thể nâng đỡ tinh thần cho một người Ukraine nào đó trên đường sơ tán. Được sơn dấu hiệu hòa bình, cây piano của anh Martello có lẽ đã truyền tải đủ mọi thông điệp cần thiết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.